Gì? Ngon à? Cái gì ngon? Ta. Hả? Nó nhìn gầm. Con gai. Ui. Thèm á. Không tính vào mắt mình luôn con. Con cũng nhìn thèm chảy nước miếng luôn. Ba lớn rồi chứ ba nhìn nó cũng thèm nữa hả? Không có. Ba là chỉ có cái xin lỗi chịu không nổi. Trời ơi. Ổn ba. Ba. Ổn không? Qua ổn. Bây giờ mình nhỏ nhỏ á thôi. Là ông sùng má con nghe bây giờ lư bột hư đường hết. Bây giờ mình đi liền được không? Cũng được. Tới giờ cơm rồi ăn cơm xong đi con. Thôi ăn cơm tính sau đi ba. Nha. Đi liền hả? Hết đó. Đi. Đi. Chuẩn bị ăn cơm nha. Hai cho con mấy người tính đi đâu vậy? Dạ thôi má ơi, để đó con với ba về ăn sau nha ba. Ba đi liền đi ba. Nha nha. Thôi cái này để đi ba. Đi. Không con chuyện lát về ăn sao? Trời đất. Hai cha con nhà này tự nhiên ngồi rù rì cả buổi rồi xách nhau chạy hết vậy trời. Ông này dạo này lắm la lắm lét kỳ lắm mà nha. Chắc coi gì trong này nè. Có gì đâu. Toàn đá banh không mà. Coi gì đây. Theo khảo sát trên 20 quốc gia thì đàn ông Việt Nam thuộc top đầu ưa chuộng ngoại hình. Ưa chuộng ngoại hình. Ngoại hình là bề ngoại gì? Ôi trời. Ngoại hình hả? Nhắc tới ngoại hình mới nhớ. Ôi trời ơi. Nhìn tôi như bà ngoại vậy trời. Thấy ghê quá. Hèn gì ổng thấy cơm cái ổng bỏ ổng chạy rồi. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Qua khôi một thời mà bây giờ ra nông nổi vậy nè hả? Chết tôi rồi. Hèn chi hai cha con nhà này thà thập thò rồi bỏ chạy. Chắc là nhìn tôi rồi không có muốn ăn cơm chứ gì. Được rồi. Tôi phải đẹp. Nhất định là tôi phải đẹp mới được. Má ơi. Con đói quá má ơi, có cơm chưa má ơi? Má đâu rồi? Trời ơi. Đang lợn kiệt kìa. Má. Cái gì? Má. Má nè. Gì vậy? Gì mà ngạc nhiên vậy? Gì mà mở mắt to như cái tô vậy? Phải má con vậy? Trời ơi. Má ơi. Má là để má tô xong đã. Nói trời, gì nói. Trời đẹp ơi. Không? Coi bóng mộng không? Lần đầu tiên con thấy má trong cái hình tượng như vậy luôn á. Trời ơi. Đẹp quá phải không? Con muốn nói với má một câu. Nói sao? Má là ai? Con không biết má mới đi ra đi. Trời ơi cái thằng này. Con bị sao vậy? Nè con nhìn má đi. Mắt long lanh không? Nè cái môi nào gợi cảm không? Trời ơi. Nhìn má như nàng tiên cá vậy á. Đó như, quá, đúng không? Đó như con cá la hán. Trời ơi. Trời ơi, tôi chọi cái này mà nó không bể là tôi chọi rồi đó nha. Ý con khen má đó, trời ơi con chưa bao giờ thấy má lồng lộn như vậy. Má đẹp quá má ơi. Chưa. Ngồi như vậy mới đẹp nè. Đó. Coi chừng nó cứng cái gì? Nó cứng cái bắp. Cấn bụng đó. Tôi ráng hớp. Dạ. Hiểu không? Đó, đẹp chưa? Sang trọng chưa? Húng phái chưa? Rồi, con biết rồi. Má phải làm đẹp để làm chi? Để giữ hạnh phúc. Ok. Rồi cái đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ con đói quá nè. Đói quá hả? Dạ. Xin lỗi. Nấu cơm không có trong từ điển của chương trình nhà này. Ủa sao vậy? Đói quá phải không? Dạ. Nè. Bây giờ cầm 20. Đi thẳng ra ngoài ngã tư. Rẽ phải, gặp bà Tư bán bún riêu, ăn đỡ đi. Ủa là sao má? Là má không có nấu cơm. Mà sao má không nấu cơm? Đai ẹt cho ốm bớt cho nó đẹp. Cho thành một người nữ sexy, lady sexy. Ủa vậy chứ ngày hôm nay má làm gì mà má không nấu cơm? Makeup, đắp mặt nạ. Rồi tẩy tới màu chết nè, thấy không? Thấy bữa nay má trắng đẹp chưa? Thấy không? Ủa, đó. Má kỳ quá. Gì kỳ? Ủa má kỳ mà má đẹp. Thôi đi đẹp mà không có cơm ăn cũng vậy à. Ủa cái đó bình thường thôi. Ba về hả? Ba la má cho coi. Xin lỗi. Nè ba vô ha. Vừa về tới là ba thấy ôi em đẹp quá. Dạ em đâu. Đó. Không tin để mà hồi y chang như vậy cho con. Dạ em đâu. Rồi ba sẽ nói câu giống con. Thiệt á. Câu gì? Đó. Đó. Dạ, đó. Ba. Mình. Mình. Ba. Dạ.
con không dám nhìn nữa ba. Con phải má con không? Má con đó. Em con đó. Nhìn rồi đó nhưng mà con vẫn giật mình nha. Hả? Đó. Như gì tới đẹp đi. Ủa. Bộ bà có đi lạc và té vô trong bao bột mì được không? Sao trắng dữ vậy trời? Trắng quá hả? Ồ trắng. Trắng quá. Sáng quá đúng không? Ồ. Xinh quá đúng không? Trời, gợi giống... cảm quá đúng không? Giống má con như lạc vô cái động động gì ba? Ba cái động gì ba? Ơi ơi ơi. Động gì? Động thiên thần. Trời tiên nữ cảm thông. Má mình hôm nay nhìn đẹp dữ vậy trời. Công rồi, đúng không? Sao nhìn đẹp vậy? Thôi giờ đẹp thì đó, đẹp không quan trọng. Vô, phải vô đẹp. Nấu cơm tụi tôi ăn coi, đói bụng quá. Cơm gì? Ủa, cái mày vẫn mặt ba. Trời ơi, hai cha con nó bụng chưa? Con đói rồi. Nó đói lắm á, nhìn nó chuẩn bị đi ra người, bà Tư nó ăn đó. Nè. Hả? Còn 20 nè. Gì? Hai cha con dắt nhau đi ra ngoài bà Tư, ngoài ngã Tư á, ăn bún riêu đỡ đi. Bữa nay không có nấu cơm. Trời ơi. Bà giỡn mặt bà. Tự không nhiên giờ. Bữa nay rồi sao cho hai cha con tôi ăn bụi lần sao? Sao không nấu cơm? Sáng giờ bận gì mà không nấu? Bà, má nhà lô má chúc làm đẹp không? Má không nấu cơm cho bà con ăn cơm luôn á. Thôi thôi. Con biết sao bữa nay má kỳ luôn á. Kỳ gì mà kỳ? Tại cha con mấy người hết đó chứ kỳ gì? Ủa sao chạy tại cha con tụi tôi? Chứ còn gì nữa? Sao? Bởi vì cha con mấy người á là thích đẹp, đúng không? Đúng đúng. Thấy chưa? Em nói đâu có sai. Thì đàn ông Việt Nam á là thích ngoại hình hơn là tính cách. Vậy có ý kiến là em xem cái tin đó ở đâu vậy? Thông báo. Hôm qua hai cha con rù rì ở đây bỏ tôi một mình ở nhà ăn cơm, ăn hết cái đống đó. Đúng không? Tôi no tới bữa nay luôn cho nên tôi khỏi nấu. À hiểu rồi trời. Bỏ chạy đi mất tiêu. Ôi, nội nói cho má mày hiểu coi. Trời ơi má coi cái tin là. Thôi thôi đừng có biện hộ. Ha, hai cha con mấy người cùng một ruột. Bởi vì hai người là đàn ông hết, vẫn thích nhìn phụ nữ đẹp đúng không? Thì thôi thì bây giờ đi ra ngoài quán bún riêu ăn đi. Tha hồ có nhiều phụ nữ đẹp tới người ta ăn. Má ơi má sai rồi, thật ra tụi con với ba coi là không. Má đọc là đọc cái tin là phụ nữ đẹp ở trong này đúng không? Đúng rồi. Đàn ông mê cái đẹp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà con với ba coi là con không phải cái đó. Chứ coi gì? Mà là trời ơi tức quá. Nói cho má mày biết đi. Mấy ngày nữa là ngày gì? Không biết. Trời ơi ngày sinh nhật của má cho nên con với đúng ba rồi. Đúng rồi. Nè quyết định là coi cái tủ lạnh này nè. Đó. Gì? Để mua tặng cho má. Mua tặng cho bà cái tủ lạnh mà coi coi cái tủ lạnh thấy tủ lạnh này đẹp quá. Chứ ai đâu. Trời cho con tôi xích xoa khen nó trời cái tủ lạnh này nó hiện đại nó tính mua về cho bà. Đặng bà có cái mà đi chợ bà bỏ rau quả đồ vô trong đó bà giữ lạnh để bà lo cho cha con tôi. Chứ đâu phải coi mấy tin đó đâu. Ừ đúng rồi cái tủ lạnh nhà nhỏ xíu à đựng không đủ. Trời xong nói sớm. Ai biết. Nói sớm gì có cho nói đâu. Bà về bà làm bất ngờ. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thì tự tưởng anh chê em xấu. Sống bà bao nhiêu năm nay tôi đâu bao giờ tôi chê bà đâu. Tại vì tôi biết bà làm vợ rồi bà phải lo toan bao nhiêu công việc trong gia đình. Bà đúng phải rồi. Lo cho cha con tôi thì thời gian đâu để bà làm đẹp. Nhưng mà tôi cũng phải gọi là khuyên bà. Mặc dù là lo lắng trong gia đình nhưng cũng phải chăm sóc bản thân. Nhưng mà đừng có làm quá. Cái này bà làm lố quá chắc bà quấn hết. Chắc nửa hộp phấn chứ không phải giỡn à. Thôi bà con thiệt con ủng hộ việc mà má làm đẹp mà má không nấu cơm cho con không ba đâu. Ờ. Thôi thôi biết rồi. Hai cha con nói hiểu rồi. Ờ. Trả tiền đi. Ê, rồi lấy gì tôi ăn. Ăn gì? Nửa tiếng nữa. Có ăn để má vô má nấu liền. Bây giờ tôi có ý kiến vậy. Thôi giờ để má con làm mình tội nghiệp bà. Bây giờ ông ấy cả nhà mình vô phụ má mày làm bữa cơm gia đình đậm ấm hạnh phúc rồi được không? Ổn không? Trời ơi chiều nay chắc bảo quá. Bệnh nhân thì phải nghe lời của bác sĩ. Bây giờ tí đếm từ 1 tới 100 con cừu đi.